quá trình hoạt động của ông Ba Quốc trong Lọc Địch tập 2. Tại sao Hà Nội lại biết được Mỹ sẽ đánh bom B-52 miền Bắc? Câu trả lời nằm ở những chiến công của điệp viên Ba Quốc. Khi vào Nam, ông Ba Quốc với tên gọi là Nguyễn Văn Tá vào làm kế toán tại nha công an Nam Phần, nhưng vị trí mới không giúp ích nhiều cho công tác tình báo của một điệp viên. Vì vậy, qua điều tra và quan sát, mọi sự chú ý của ông đều tập trung vào một nhân vật đặc biệt, đó là Trần Kim Tuyến. Đây là một người có quyền lực tại Sài Gòn lúc bấy giờ, chỉ đứng sau gia đình Ngô Đình Diệm, và là giám đốc của Sở Nghiên cứu Chính trị, một cơ quan mật vụ chống cộng khét tiếng do Ngô Đình Nhu tạo ra. Lúc này, nhiệm vụ của ông Ba Quốc là làm sao tiếp cận được với chùm mật vụ Sài Gòn này. Sau thời gian tiếp xúc với đủ các giới ở Sài Gòn, trong bối cảnh tranh tối tranh sáng chuyển giao giữa Pháp và Mỹ, ông Ba Quốc đã nắm được thông tin có một chuyến tàu vàng lậu về nước Pháp do trưởng phòng nhì Pháp tên là Ginac tiết lộ. Ông quyết định sử dụng thông tin này để làm món quà đặc biệt ra mắt chùm mật vụ Trần Kim Tuyến. Ngay lập tức, một chỉ thị mật được ban hành biệt phái ông từ nha công an Nam Phần về ban công tác đặc biệt phủ Tổng thống đặc trách nhiệm vụ săn vàng. Nào ngờ, sự việc mới chỉ bắt đầu thì bất ngờ ông bị bắt đột ngột. Khi bình tĩnh suy xét và quan sát, ông mới biết mình là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe phái của hai anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn, mà tay sai là Trần Kim Tuyến phe Ngô Đình Nhu và Lý Thái Như phe Ngô Đình Cẩn. Đứng trước hoàn cảnh này, ông Ba Quốc đã dựng lên một vở kịch nhỏ. Đứng về phía Trần Kim Tuyến khiến Lý Thái Như bị cách chức, còn ông nghiễm nhiên trở thành một nhân viên chính thức của Sở Nghiên cứu Chính trị bắt đầu từ năm 1957. Điệp vụ vàng thất bại, thế nhưng ông Ba Quốc lại đạt được mục đích của mình, đó là trở thành người tin cẩn của chùm mật vụ Trần Kim Tuyến. Không lâu sau đó, ông tiếp tục ghi điểm với Trần Kim Tuyến qua việc khéo léo dẫn độ Trịnh Quốc Khánh, nhân vật quan trọng của lực lượng Hòa Hảo về Sài Gòn, mà không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chính vì thế, Trần Kim Tuyến đã đặc biệt tin tưởng, giao cho ông đặc trách việc theo dõi và truy bắt 10 yếu nhân trong đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định từ tên chỉ điểm Huỳnh Kim Hiệp. Tuyến đi giao cho tôi là qua Huỳnh Kim Hiệp theo dõi đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định. Tôi đã tổ chức hai đội ngoại tuyến để mà bám sát hoạt động của đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định suốt 6 tháng. Báo cáo từng chi tiết được cho Tuyến. Nhưng mà đến khi Ngô Đình Nhu giao cho an ninh quân đội, Nguyễn Văn Thăng giám đốc an ninh quân đội để mà phá vụ án này, thì tôi bàn giao toàn bộ đặc khu cho Nguyễn Văn Thăng giám đốc an ninh quân đội. Nhưng mà đến khi mà an ninh quân đội triển khai kế hoạch để mà đánh phá cái đặc khu Sài Gòn Gia Định, thì tôi đã bí mật liên lạc với Trình Văn Thanh là bí thư đặc khu. Từ khi bước chân vào Nam, đây chính là thử thách được coi là sinh tử và nguy hiểm nhất đối với ông Ba Quốc. Ở cương vị là nhân viên Sở Nghiên cứu Chính trị, ông Ba Quốc đã nắm được thông tin và hoạt động của 10 nhân vật quan trọng, đặc biệt là với Trình Văn Thanh, tức Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, lúc đó đang là bí thư đặc khu ủy, trong vai một thợ sửa radio tiệm của Nguyễn Văn Ba trên đường Nguyễn Trãi. Vào lúc này, ông Ba Quốc đã mất liên lạc với tổ chức, không biết báo cáo tin tức tối mật này cho ai. Trong lúc đó, cố vấn Ngô Đình Nhu lại hạ lệnh cho ông phải phối hợp với bên an ninh quân đội để cất một mẻ lưới tóm gọn những tên Việt Cộng quan trọng. Ngày giờ hành động đã được ấn định, tình thế đã nguy cấp, một thử thách sinh tử được đặt ra với điệp viên Ba Quốc. Ông quyết định phá vỡ nguyên tắc bí mật, lợi dụng khoảng hở giữa giờ giao ban trước cuộc họp bố giáp với bên an ninh quân đội. Ông đi thẳng đến tiệm sửa radio của Nguyễn Văn Ba, gặp Trình Văn Thanh và thông báo ngắn gọn: Huỳnh Kim Hiệp đã phản bội, các anh sắp sửa bị bắt, xử lý gấp. Rồi ông vội vã bước ra khỏi tiệm. 7 giờ sáng ngày diễn ra cuộc vây giáp, từ vị trí quan sát, ông Ba Quốc chợt giật mình khi thấy Trình Văn Thanh từ trong tiệm dắt xe bước ra. Khắp khu vực xung quanh, từ cự ly 30 đến 100 mét, người của bên an ninh quân đội đã bố trí dày đặc các loại xe máy và ô tô túc trực để sẵn sàng tiến hành cuộc bắt cóc đối tượng ngay giữa đường. Sau này ông Ba Quốc có kể, tôi thấy Trình Văn Thanh từ tiệm radio lù lù xuất hiện ngay giữa đường, dắt xe máy ra. Tôi nghĩ bụng, quái, cái thằng cha này điên hay sao? Anh này mới dựng chân chống xe lên, đạp máy cho nổ rồi bình tĩnh dắt xe xuống, chuẩn bị đi. Lúc đó, anh này quay lại cười nhếch mép. Tôi nghĩ trong bụng, chắc thằng cha này có mưu đồ gì đây. Xe anh ta đi vọt một cái thì đến chợ An Đông, Anh nhấc xe lên về hè và chạy vào chợ. Trong khi đó thì xe bao vây của an ninh quân đội vừa đuổi đến nơi và đụng vào mấy xe xích lô đậu ở ngoài chợ. Toàn bộ xe xích lô ở khu vực vin vào cớ đó để bao vây, bám lấy ô tô để bắt đèn. Thế là Trình Văn Thanh chạy thoát. Với quyết định mạo hiểm của mình, ông Ba Quốc đã giải cứu được một trong những người quan trọng nhất của tổ chức Đảng, có vai trò rất quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam lúc bấy giờ. Sau cuộc giải cứu thoát tim nêu trên, ông Ba Quốc lại được Sở Nghiên cứu Chính trị ra phụ trách kế hoạch ám sát ông Hoàng Campuchia Sihanouk cùng với Hoàng Ngọc Điệp. Vì lúc này ông Hoàng Sihanouk đang theo đuổi chính sách trung lập nhưng lại thân cộng, cho miền Bắc Việt Nam mượn lãnh thổ vùng biên giới để chuyển quân và vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam, gây bất lợi cho chính quyền Sài Gòn. Ông Ba Quốc đã nhanh trí sắp đặt để quả bom nổ trước giờ quy định, còn ông thì rút lui an toàn khỏi vụ việc này. Thế là hoàng thân Sihanouk thoát hiểm. Được Trần Kim Tuyến tin tưởng và với vỏ bọc hoàn hảo, ông Ba Quốc đã tiếp xúc được với rất nhiều tài liệu bí mật, trong đó có những hồ sơ quan trọng liên quan đến việc cài người vào hàng ngũ của ta, thông báo kịp thời về cho Trung ương xử lý. Ông đã bí mật lấy được tài liệu về 7 cơ sở truyền tin của Mỹ cài cắm ở miền Bắc trước khi rút lui theo tinh thần của Hiệp định Geneva. Số này giải rác ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định, được Mỹ bàn giao cho Ngô Đình Diệm kết nối, sử dụng để đánh phá miền Bắc. Sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, hàng loạt cơ sở cách mạng trong nội thành và ở khắp nơi bị vỡ. Một lần nữa, cấp trên đặt nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với ông Ba Quốc là công tác chống phản gián, và ông đã tìm cách đột nhập vào phòng làm việc của Nguyễn Văn Dầu, trưởng đô thành Sài Gòn và Sở Giao tế Dân sự, sao chép trọn bộ hồ sơ mật về 35 ổ gián điệp, biệt kích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong câu chuyện liên quan đến hồ sơ này có một nhân vật đặc biệt là thiếu tá Nguyễn Văn Thương, tức Hai Thương. Hai Thương bị bắt khi đang vận chuyển tài liệu đặc biệt này với một tài liệu tối mật của điệp viên X6 Phạm Xuân Đẩn ra chiến khu. Kết quả là ông bị CIA tra tấn, cưa chân đến 6 lần nhưng vẫn giữ im lặng, bảo vệ sự bí mật cho hai con ác chủ bài của tình báo Việt Nam. Sau ngày giải phóng, gặp lại Hai Thương, ông Ba Quốc chia sẻ: "Cái tài liệu mà Thương giữ ngày đó rất quan trọng, mất tài liệu đó coi như cũng mất tôi." Giai đoạn 1969 đến năm 1974, ông Ba Quốc luôn theo sát các đối tượng như Trung tá Vũ Văn Nho, Giám đốc Trung tâm Tình báo hỗn hợp, Thiếu tá Tổng tham mưu Nguyễn Hoàng phòng 3, Trung úy Vũ Văn Mùi, trưởng ban trận liệt và lãnh thổ, để thu thập các tin tức về quân sự. Nhiều hồ sơ về các trận đánh và chiến dịch quan trọng của đối phương đã được ông nhanh chóng chuyển về cấp trên để kịp thời đối phó, đặc biệt là những thông tin về cuộc chiến tranh của không quân Mỹ phá hoại miền Bắc và ý đồ của Mỹ trên bàn đàm phán ở Paris. Mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi thì bỗng xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Vào cuối tháng 5 năm 1974, nữ giao liên trong lưới của ông Ba Quốc bị bắt tại Hồng Ngự và có nguy cơ vỡ lưới. Ông Ba Quốc được lệnh rời khỏi vị trí ngay lập tức và ông Ba Quốc đã trở lại miền Bắc sau 21 năm bặt tin người ở lại. Thời điểm cuối năm 1974 đầu năm 1975, trên hành trình ra Bắc, ông Ba Quốc, người điệp viên huyền thoại của lưới tình báo A36, mang một tâm trạng khó tả. Một bên là niềm vui được gặp lại một gia đình mà ông đã phải rời xa từ 21 năm trước để vào Nam hoạt động theo sự phân công của tổ chức. Một bên là nỗi lo về hoàn cảnh của gia đình hiện tại ở trong Nam khi ông bị lộ, phải ra đi vội vàng, khi vợ kế ngồi tù còn con nhỏ bơ vơ. Không bắt được ông, mật vụ chính quyền Sài Gòn liên tiếp bắt giam bà Xuân, người vợ sau, và Đặng Trần Vũ, người con trai của ông, với bà Xuân. Các thành viên còn lại trong gia đình ông Ba Quốc đều bị giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt 24/24. Họ hàng, anh em, bạn bè, không ai dám tới nhà vì ai tới đều bị theo dõi cả. Về hồ sơ vụ việc của ông Ba Quốc, Vụ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn kết luận đương sự là Nguyễn Văn Tá do bất mãn vì không được khôi phục nguyên cấp bậc cũ, đã bỏ nhiệm sở đi đâu đó chưa rõ, có thể ra bưng biển theo Việt Cộng, chưa rõ có phải điệp viên do Cộng sản Bắc Việt cài vào hay không. Việc tiếp tục giám sát tư gia cần phải được tiến hành. Những ngày trai vào chiến khu rồi ra Bắc, mẹ phải ngồi tù, các em còn nhỏ. Con trai lớn của ông Ba Quốc khi đó đang học lớp 12, phải đi dạy thêm để kiếm tiền, lo cho các em. Đời sống vô cùng cơ cực và thiếu thốn. Người con út của ông Ba Quốc phải đi nhặt rác để kiếm sống. Lúc này tổ chức đã cử một cán bộ cơ sở đem tiền đến giúp đỡ gia đình ông Ba Quốc. Nhưng lúc này sợ bị lộ và bị bắt nên đem tiền về gói kỹ treo trên nóc nhà cho đến ngày đất nước được thống nhất mới đem đến đưa cho gia đình ông. Về phần hai mẹ con bà Xuân, 2 tháng sau mẹ con bà được chuyển về Bộ Tư lệnh Cảnh sát, bị tra tấn ngược đãi, nhưng nhờ thống nhất lời khai dặn dò của ông Ba Quốc, mật vụ Sài Gòn đã không tìm được một mâu thuẫn nào trong hai khẩu cung. Họ đành trả tự do cho hai mẹ con sau 6 tháng giam giữ. Về phần ông Ba Quốc, khi ra đến miền Bắc, Buổi sum họp đầu tiên với gia đình, bố ông có quá nhiều tâm trạng. Bố ông sau bao năm chờ đợi đánh ông Ba Quốc một trận vì đứa con ra đi biển biệt, không một tin nhắn gửi lại. Hai đứa con mà ngày ông ra đi, đứa lớn còn chưa biết gì, đứa nhỏ hãy còn trong nôi, giờ cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ với chính bố ruột của mình. Con gái đầu của ông kể, tôi không thể tưởng tượng bố tôi thế nào. Tôi cảm thấy như đó là một người đàn ông xa lạ. Trong trí tưởng tượng của tôi, bố tôi là một người thanh mảnh, nhẹ nhõm và ngọt ngào. Chứ tôi không nghĩ rằng ông cụ trông nghiêm khắc và trông đáng sợ đến thế. Và tôi không có cảm giác đây là bố mình. Đến năm 1976 cụ ra tôi vẫn chưa quen. Đến năm 1977 tôi mới có cảm giác đây là người bố của mình. Còn bà Thanh, người vợ cả của ông, niềm vui gặp lại chồng sau bao nhiêu năm xa cách bỗng chốc mặn mòi khi bà hay tin ông đã có 4 con với người vợ sau. Khi ông Ba Quốc hỏi, trong 20 năm qua em và các con đã sống như thế nào? Bà nghẹn ngào. Câu chuyện về một người đàn bà có chồng bỏ vào Nam với lai lịch không rõ ràng, phải mang theo 2 đứa con nhỏ lên tận rừng núi Phú Thọ, sống âm thầm trong một nông trường quốc doanh, phải một mình đương đầu với gian nan, đói khổ, với những lời đàm tiếu thị phi để lặng lẽ sống, lặng lẽ nuôi con khôn lớn và chờ đợi. Bà không đủ sức để kể cho ngày 1, ngày 2. Bà đành hẹn ông khi nào thư thả sẽ kể cho ông nghe từng ngày trong hơn 7.000 ngày xa cách ấy. Niềm vui đoàn tụ kéo dài chưa quá 2 ngày thì ông Ba Quốc nhận được lệnh trở vào Nam ngay lập tức để tiếp quản Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, vì lúc này Sài Gòn đã được giải phóng. Khi ông lên đường vào Nam thì cũng là lúc người cha không thể chịu đựng thêm nỗi đau cha con xa cách, ông cũng đã khóc mù cả 2 mắt. Với bà Thanh, ông Ba Quốc hứa sẽ sớm trở về để gặp bà. Thế nhưng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam lại tiếp tục cuốn ông đi mãi. 21 năm chờ đợi theo suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giờ đây bà lại tiếp tục đợi chồng. Hơn 1 năm sau ông trở lại, nhưng ông cũng chỉ sống được với bà vỏn vẹn có 5 ngày vợ chồng. Rồi một chuyến đi công tác đặc biệt lại kéo ông lên đường. Bà ở lại một mình, rồi một cơn bão ập đến, căn nhà của bà bị đổ sập, một bức tường đè lên khiến bà bị liệt nửa người. Thế là hết, bà không còn khả năng làm vợ. Một số phận đã áp vào cuộc đời khắc nghiệt của bà, và bà âm thầm chịu đựng số phận đó. Con gái nuôi của bà kể, ước nguyện lớn nhất của mẹ là được sống với cha trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Nếu bố con về hưu thì bố mở tiệm sửa xe, mẹ bán nước, để 2 người sống cùng với nhau. Chị nhắc lại lời của mẹ nuôi trong nước mắt. Bố ngồi bên giường lặng yên nghe mẹ thở, mà trong lòng nức nở nỗi thương đau. 55 năm có dài đâu, mà như thấy trước thấy sau một đời. Cuộc đời là mấy mươi năm, đắng cay khổ cực âm thầm chia ly. 75 tuổi mẹ già đi, nhưng tình yêu mẹ vẫn thì xuân xanh. Dịu dàng tiếng mẹ gọi anh, yêu thương tiếng bố thì thầm em ơi. Ngày được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông Ba Quốc đã mang tấm huy hiệu về đeo trước ngực bà Thanh và nói với các con rằng mẹ con mới xứng đáng là người được đeo tấm huy hiệu anh hùng này. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau câu chuyện này, bên cạnh bản báo cáo thành tích ông gửi tổ chức, ông Ba Quốc còn viết riêng một bản báo cáo công tác của mình và trân trọng ký tên gửi riêng cho vợ. Và rồi 1 năm sau ngày ông Ba Quốc được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1977, cuộc sum họp đại gia đình đã được tổ chức tại miền Bắc, gồm bố ông, gia đình ngoài Bắc và gia đình trong Nam. Sau rất nhiều những trở ngại, băn khoăn và day dứt, cuối cùng ông Ba Quốc cũng được hưởng một ngày sum họp gia đình trọn vẹn trong niềm vui hòa bình thống nhất của dân tộc. Những ngày cuối đời, có người hỏi ông Ba Quốc cái sợ lớn nhất của ông khi tham gia hoạt động tình báo trong lòng địch là gì. Ông trả lời không do dự, đó chính là nỗi cô đơn ghê gớm khi không liên lạc được với tổ chức. Vậy nỗi buồn lớn nhất của ông khi hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng địch là gì? Ông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, đó là mỗi khi nhìn thấy đồng chí, đồng đội của mình bị bắt, bị giam cầm, tra khảo mà không thể làm gì. Nhưng con người ta chỉ có một cuộc đời, không thể có một cuộc đời thứ hai. Vì vậy, không có chữ nếu. Với lý tưởng cũng như với tình yêu, người ta chỉ được phép lựa chọn một lần cho mãi mãi.